Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ Lào về Việt Nam. Phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế ở vùng cao. Cháy rừng chưa từng có tại Chile, 46 người thiệt mạng. Thưa quý vị và các bạn, theo Amazon Global Selling Việt Nam, trong vòng 12 tháng tính từ ngày 1 tháng 9 2022 đến 31 tháng 8 năm 2023, số lượng nhà bán Việt Nam trên sàn này đã tăng hơn 40%. Tổng số hàng hóa bán ra đã đạt 17 triệu sản phẩm cho khách hàng Amazon trên toàn cầu, với giá trị xuất khẩu tăng hơn 50% so với cùng kỳ 2022. Hiện nhà cửa, nhà bếp, sức khỏe, chăm sóc cá nhân, may mặc và làm đẹp đang là 5 ngành hàng made in Việt Nam đang bán chạy nhất trên Amazon, sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Amazon Global Selling đánh giá danh mục này phản ánh kinh nghiệm sản xuất lâu năm và các mũi nhọn xuất khẩu của Việt Nam như nội thất, trang trí nhà cửa và may mặc. Đặc biệt với sự thăng hạng của các ngành hàng đang trên đà tăng tốc trong các năm gần đây như ngành sức khỏe, chăm sóc cá nhân và ngành làm đẹp, bức tranh xuất khẩu trực tuyến của Việt Nam ngày càng mở rộng, mang đến nhiều hơn lựa chọn danh mục sản phẩm cho khách hàng toàn cầu. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Cụ thể, vào lúc 13 giờ ngày 29 tháng 1 tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1974, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế, là hành khách trên xe khách có biển kiểm soát Lào, chạy tuyến Tha Khẹt, Lào, Huế, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Tại đây, lực lượng biên phòng phát hiện bên trong túi áo đối tượng Nguyễn Thanh Hùng mang theo 2.020 viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp. Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp, được đối tượng vận chuyển từ Lào về Việt Nam để nhận tiền công 20 triệu đồng. Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại một chi nhánh ngân hàng đóng trên đường Bình Minh, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò vào ngày 1 tháng 2. Đối tượng bị bắt là Đinh Khương Linh, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Nghệ An. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận do tham gia đánh bạc trên mạng nợ nần túng quẫn nên đã gây án cướp ngân hàng táo tợn nói trên để lấy tiền trả nợ. Được biết, đây là đối tượng đã có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2 năm 2024, đối tượng này đã táo tợn xông vào phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn thị xã Cửa Lò, Nghệ An, sử dụng hung khí đe dọa, uy hiếp nhân viên và cướp số tiền 46 triệu đồng, sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Trà Nưa là xã nghèo thuộc huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Những năm trước, mảnh đất này không ít bờ xôi, ruộng mật, nhưng bà con vẫn chật vật đói nghèo. Lãnh đạo xã đã quyết tâm vận động bà con dân bản chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế. Nhờ vậy, Trà Nưa trở thành xã đầu tiên của huyện Nậm Pồ cán đích nông thôn mới vào năm 2019. Giờ đây, Trà Nưa được nhắc đến như một điểm sáng vùng biên giới về xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên. Diện tích vườn này trước kia bà con Trà Nưa chỉ trồng lúa một vụ, năng suất thấp và chỉ cung cấp đủ gạo ăn. Thế nhưng những năm gần đây, toàn bộ diện tích đất này đã được bao phủ bởi màu xanh của những giàn bí xanh trĩu quả. Trung bình 1 hecta bí cho hơn 60 tấn quả với giá bán từ 5 đến 10.000 đồng 1 kg tại ruộng. Người dân thu lợi nhuận từ 250 triệu đồng 1 hecta một vụ trở lên. Người đứng đầu phải làm trước. Từ bí thư đây, ở đây là vườn của tôi. Sau đó thì các đoàn thể, các lãnh đạo xã thì làm trước. Thì nếu phải nói là đến giờ phút này so sánh, trồng một vụ bí chỉ có khoảng độ 4 tháng thôi. Mà lại so sánh với trồng lúa thì một vụ bí thì bằng khoảng độ 10 đến 12 năm trồng lúa hai vụ. Cái này là chúng tôi thấy là nó rất là hiệu quả. Thành công từ mô hình thí điểm đã khiến Trà Nưa tự tin mở rộng diện tích từ 3,5 hectare ban đầu lên hàng chục hectare khác. Giờ đây không chỉ cán bộ xã trồng bí nữa, người dân đã tin tưởng và mạnh dạn làm theo. Những cây khác thì như kiểu lạc, kiểu ngô thì mình chỉ cho tra giống xuống đất rồi là đến lúc mình làm cỏ chỉ cần làm cỏ và phun gốc và xong. Đấy. Nhưng mà bí này thì mình phải về xem đến hàng ngày, những cái lúc mà nó ra hoa ra quả. Câu chuyện bản Nà Sự của xã Trà Nưa làm du lịch cộng đồng vốn ban đầu được ví như chuyện vác đá ngược núi. Nhờ người đứng đầu trong bản gương mẫu làm trước, giờ đây cả bản Nà Sự tự giác vệ sinh làng bản, di rời gia súc gia cầm khỏi gầm sàn.
Nà Sự giờ thành điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá cực Tây của du khách. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đầu tư kinh phí, đặc biệt là mời gọi các cái chuyên gia trong lĩnh vực du lịch cộng đồng để tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ làm sao mà để Nà Sự thực sự là phát triển nhưng mà không đánh mất đi những cái nét đẹp văn hóa truyền thống cũng như là cảnh quan. Hiện thu nhập bình quân đầu người của Chán Nưa đạt 34,1 triệu đồng một người, hộ nghèo chiếm 5,5%, còn 37 hộ. Chán Nưa trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội ở vùng biên giới Nậm Pồ. Có được điều đó nhờ sự gương mẫu đi đầu của mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, từng bước đưa Chán Nưa giải bài toán thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới bền vững. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 2, cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan cùng vợ đã tiếp tục bị kết án 7 năm tù giam với tội danh kết hôn bất hợp pháp. Đây cũng là bản án thứ hai vợ chồng ông Khan phải nhận trong tuần này. Cụ thể, tòa án Pakistan đã phán quyết rằng việc kết hôn giữa ông Imran Khan cùng vợ là bà Bushra Khan hồi năm 2018 đã vi phạm pháp luật. Theo đó, bà Bushra Khan bị cáo buộc không hoàn thành khoảng thời gian không được tái hôn sau khi ly hôn theo luật Hồi giáo hay còn được gọi là Idad. Ngoài án tù, vợ chồng ông Khan cũng sẽ bị phạt 500.000 rupee, tương đương 1.800 đô la Mỹ mỗi người. Tới nay, vợ chồng cựu thủ tướng Pakistan vẫn phủ nhận mọi cáo buộc. Đây cũng là bản án thứ ba mà cựu thủ tướng Imran Khan phải nhận trong vòng một tuần sau án tù giam 14 năm hôm 31 tháng 1 với tội danh nhận và bán trái phép quà tặng nhà nước. Trước đó chỉ một ngày, cựu thủ tướng Pakistan cũng đã bị kết án 10 năm tù giam với tội danh làm lộ bí mật nhà nước. Hiện ông Khan đang thụ án tại nhà tù ở thành phố Rawalpindi và không được phép nắm giữ bất cứ vị trí công quyền nào trong 10 năm. Ngày 3 tháng 2, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Smart Dragon 3 từ biển, đưa 9 vệ tinh vào quỹ đạo theo kế hoạch. Trung tâm phóng vệ tinh Taiyuan đã tiến hành phóng SD3 vào lúc 11 giờ 06 phút theo giờ Bắc Kinh, tức 12 giờ 06 phút theo giờ Hà Nội, từ vùng biển ngoài khơi thành phố Dương Danh, tỉnh Quảng Đông phía Nam Trung Quốc. Đây là lần phóng thứ ba của SD3 sau lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2022 và lần thứ hai cách đây một tháng. SD3 là tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn được Học viện Công nghệ Thiết bị Phóng Trung Quốc phát triển và được thiết kế đặc biệt cho thị trường vũ trụ thương mại. SD3 có khả năng phóng từ cả trên đất liền và biển. Giới chức Chile cho biết ít nhất 46 người thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng chưa từng có, thiêu rụi hàng chục nghìn hecta tại quốc gia Nam Mỹ. Tổng thống Chile Gabriel Boric ngày 3 tháng 2 ban bố tình trạng khẩn cấp ở miền Trung và miền Nam đất nước vì thảm họa cháy rừng. Theo ông Boric, 40 người thiệt mạng trong các vụ cháy và 6 người qua đời vì bị bỏng. Những con số này dự kiến còn tăng lên. Theo Bộ trưởng Nội vụ Carolina Toha, 92 vụ cháy rừng bùng phát tại nước này tính tới ngày 3 tháng 2, thiêu rụi khoảng 43.000 hecta rừng. Lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được 40 đám cháy và đang cố gắng dập tắt 29 vụ cháy khác. Theo Cơ quan Quản lý Lâm nghiệp Quốc gia Chile, hàng nghìn hecta bị cháy chỉ riêng ở vùng Valparaiso. Giới chức Chile ngày 3 tháng 2 đã áp lệnh giới nghiêm để cho phép cung cấp khẩn cấp nhu yếu phẩm, đặc biệt là nhiên liệu tới các khu vực bị ảnh hưởng. Người dân và khách du lịch ghé thăm thị trấn Oruro, Bolivia đã có cơ hội đắm chìm trong không khí lễ hội đầy màu sắc. Hàng nghìn nhạc công đã có mặt tại đây để tham gia vào lễ hội Carnaval Oruro, tôn vinh âm nhạc truyền thống của Bolivia. Kéo dài 2 tiếng đồng hồ với sự tham gia của hơn 5.000 nhạc công và các đoàn diễu hành đầy màu sắc, lễ hội Oruro mang đến cho du khách một trải nghiệm mãn nhãn. Được UNESCO xếp vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại từ năm 2001, lễ hội Carnival Oruro bao gồm chuỗi các hoạt động biểu diễn âm nhạc và lễ hội đường phố, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách khắp nơi trên thế giới. Vườn hoa anh đào ở khu vực Tung Trung, Hồng Kông, Trung Quốc vừa được khai trương đã thu hút đông đảo người yêu hoa. Ai cũng muốn bước vào biển hoa và cảm nhận không khí đầu xuân khi 85 cây hoa anh đào được trồng tại đây bắt đầu nở rộ. Đây là một phần trong các dự án cải thiện cảnh quan khu vực sân bay của Cơ quan Quản lý Sân bay Hồng Kông. Hàng trăm cây hoa anh đào đã biến đường Jack Lab Coxtel và chân đồi Scenic Hill thành đại lộ hoa anh đào. Hoa đẹp lộng lẫy, nở rộ, rực rỡ như mây, tạo thành một khung cảnh nên thơ và đẹp như tranh vẽ dưới cáp treo ngông pinh 360.
Vườn hoa anh đào Tung Trung đã trở thành địa điểm ngắm hoa anh đào mới nổi tiếng ở Hồng Kông kể từ khi mở cửa lần đầu vào năm 2023. Đang là mùa hoa nở, cả vườn hoa nhuộm màu hoa anh đào lãng mạn. Người dân và du khách có thể đi bộ trên đường dành cho người đi bộ để ngắm hoa thật gần. Nếu đi cáp treo Ngông Pinh, du khách thậm chí có thể chiêm ngưỡng toàn bộ biển hoa màu hồng từ trên cao và cũng có thể nhìn thấy cáp treo dưới bầu trời xanh mây trắng. Thời tiết ấm áp ở Hồng Kông vào những ngày cuối năm khiến hoa anh đào nở đặc biệt sớm. Cơ quan quản lý sân bay Hồng Kông cho biết, người dân và du khách có thể tranh thủ thời gian nở hoa trong 1-2 tuần tới để đến thưởng thức hoa anh đào, cùng lưu lại những khoảnh khắc lãng mạn. Bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.